búp bê loại 12. Hoan nghênh các bạn đã đến trung tâm kiểm định chất lượng. Bước cuối cùng trong hành trình để trở thành một búp bê hoàn hảo. Và đến khi nào bạn hoàn thành được bài kiểm tra cuối cùng khắc nghiệt của học viện, bạn sẽ được bước qua cánh cổng này và bắt đầu trải nghiệm tuyệt vời nhất của một búp bê. Một búp bê hoàn hảo sẽ được gặp đứa trẻ thật sự của mình, và bạn sẽ được ôm, được giữ lấy một cảm giác chẳng gì tuyệt hơn, và họ thấy được họ ở trong bạn mỗi khi họ nhìn bạn thật lâu. Họ chăm sóc cho bạn rất ân cần, tình bạn ấy sẽ luôn mãi vinh hằng. Một cảm giác cho tôi nay biết được rằng, và tất cả sẽ đi. Hôm nay mẹ Mộc, cậu nói đúng quá trời.